Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tập 1 tuần trước, chúng ta đã được gặp lại những gương mặt quen thuộc của chương trình Cầu Thủ Nhí trong 12 năm qua, với rất nhiều kỷ niệm được nhắc lại qua lời kể của huấn luyện viên Hồng Sơn, Vũ Như Thành, Bảo Mẫu Hiếu Hiền, đội trưởng Mâu Thủy và MC Tuấn Tú. Tối nay chúng ta sẽ được gặp lại 10 cầu thủ nhí đã đồng ý đồng hành với chương trình Cầu Thủ Nhí năm nay. Hy vọng các bạn sẽ có được những trải nghiệm thú vị và ý nghĩa trong suốt hành trình này nhé. Xin chào mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Cầu Thủ Nhí 2022. Tuấn Tú rất vui khi được gặp lại quý vị ở trong tuần này, và chúng ta hãy cùng nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là 15 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Bi. Ở trong tuần trước thì chúng ta được xem rất nhiều những video clip cái hành trình trưởng thành của các cầu thủ nhí của chúng tôi trong suốt những năm vừa qua. Có rất nhiều video clip đã khiến cho chúng tôi vô cùng là xúc động, đã lấy được nước mắt của huấn luyện viên Hồng Sơn, của anh Hiếu Hiền, của anh Như Thành cũng như là á hậu Mâu Thủy. Và ở trong tuần này thì không còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi hành trình của các cầu thủ nhí ở trong năm 2022 này sẽ như thế nào nhé. Và trong tuần này thì không còn chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi hành trình lan tỏa yêu thương của các cầu thủ nhí 2022 đến với các ngôi trường ở các tỉnh thành còn gặp nhiều khó khăn. Và trước khi đến với cái hành trình này thì tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải tìm ra một đội hình thi đấu chính thức. Và để có được đội hình thi đấu chính thức thì ngay bây giờ huấn luyện viên của chúng tôi là anh Hồng Sơn cũng như là anh Như Thành sẽ đưa ra một bài tập, một bài đấu đối kháng vô cùng khó khăn dành cho các cầu thủ nhí 2022. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thể hiện những kỹ năng của các cầu thủ nhí 2022. Và sau phần thi này thì sẽ được chia ra làm hai đội, và do huấn luyện viên Vũ Như Thành và huấn luyện viên Nguyễn Hồng Sơn mỗi người phụ trách một đội. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với cặp đầu tiên ạ. Xin mời bạn đầu tiên là Nguyễn Khánh Nam và bạn đấu còn lại là Võ Hoàng Thiên Quý ạ. Xin mời. Khánh Nam, Thiên Quý, không biết là bạn nào sẽ ghi được điểm với hai huấn luyện viên đây. Cố lên nào hai bạn. Chuẩn bị, bắt đầu. Động tác này là của Neymar đây đúng không ạ? Hay quá. Rất là thuần thục luôn. Wow, hay quá. Bạn Khánh Nam cũng hay đấy. Khánh Nam cũng hay đấy. Khánh Nam cũng được. Rồi. Nếu là anh Thành thì anh sẽ chọn cầu thủ nào? Hai bạn đều tuyệt vời cả. Rồi, Khánh Nam nó bị rơi ra khỏi vòng rồi. Nhanh con. Quay lại nào. Rồi, không sao cả. Có những động tác gì rồi. Độc và lạ thì chúng ta cứ thể hiện. Các con nhớ nhá, thầy Hồng Sơn là thích độc lạ nhá. Độc và lạ. Hay quá. Rất tốt. Cái này là phải dùng cái cơ này rất nhiều đúng không em? Để có thể giữ được cái này. Mềm dẻo cơ thể. Tiếp tục đi. Khánh Nam. 15 giây nữa. 15 giây nữa nào. Cố gắng lên, thể hiện đi. Đó. Thiên Quý kỹ thuật cá nhân rất tốt đấy. Thiên Quý kỹ thuật cá nhân tốt đúng không anh? Rất là chủ được khó. Khánh Nam cố gắng lên, những động tác đầu, vai. Tôi thấy cái sải chân dài đúng không? Đấy, thể hình khá tốt đấy. Mà chơi đầu cũng rất tốt này. Đấy. Ok. Rất hay. Cảm ơn Khánh Nam và Tiên Quý. Cho các bạn đi. Cảm ơn Khánh Nam và Tiên Quý nhá. Và bây giờ thì sẽ là phần đấu của cặp thứ hai, đó là phần đấu của Nguyễn Xuân Trương và Nguyễn Đạt Phú Quý. Xin mời hai bạn. Cầu thủ Xuân Trương và Phú Quý, đôi bạn đến từ vùng đất Tây Ninh. Hy vọng là hai bạn sẽ ghi được điểm với hai huấn luyện viên. Các bạn sẵn sàng chưa? Sàng. Bắt đầu. Rồi, cố gắng lên. Cố gắng thể hiện hết các kỹ năng mình có đi. Đấy, ấy à, trượt rồi. Cố gắng nào. Cảm nhận ban đầu của anh Hồng Sơn thế nào về hai bạn này? Xuân Trương là hiện nay cũng đang thể hiện cái kỹ năng của mình, nhưng có vẻ hai bạn này là cái tâm lý. Tâm lý của hai bạn có vẻ đang căng thẳng. Đừng quá căng thẳng Quý ơi. Bây giờ có vẻ mềm mại hơn rồi. Sau đó một thời gian là các bạn sẽ mềm mại hơn. Xuân Trương đang thể hiện khá tốt. Cái này người ta nói là cái lúc mà chúng ta khởi động rất quan trọng đúng không anh? Khởi động đấy. Rất là quan trọng, làm nóng người rất quan trọng. Các cái khớp và các cái động tác nó sẽ dồn trịa hơn. Đúng rồi. Nào. Cố gắng lên. Nào đừng để rơi bóng nhá. Đúng rồi, các động tác. Các động tác. Tự tin. Và những cái động tác nào mình hay luyện,
các bạn hãy thể hiện đi. À rồi. Hai lần rồi, cố gắng lên nào. Một lần nữa. 5 giây. Còn 5 giây rồi, cố gắng lên. Rồi, ok, xin cảm ơn. Cảm ơn Xuân Trương và Phú Quý. Bạn Phú Quý là cái tâm lý có vẻ hơi căng thẳng. Hơi căng thẳng đấy. Nên là cái cơ địa, cái cơ thể của bạn ấy bị cứng. Nên là nó chưa tiếp nhận được với các cái động tác. Anh còn nhớ Phú Quý là đá ở vị trí nào không anh? Hiện nay thì Phú Quý đang là thủ môn. Thủ môn. À, thế thì cũng dễ hiểu hơn đúng không? Vì thực ra thì thủ môn thì để mà đòi hỏi là kỹ thuật như các cầu thủ khác thì sẽ khó hơn một chút. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cặp tiếp theo nhé. Xin mời cặp tiếp theo. Tiếp theo chúng ta cùng đến với các cặp thi đấu giữa Thành Hên, Minh Phú, Phúc Cang, Hoàng Vũ, Hoàng Sang và Minh Thiện. Hãy cố gắng để chinh phục hai vị huấn luyện viên nào các bạn cầu thủ nhí ơi. Bắt đầu. Rồi, chúc mừng các con đã vượt qua cái bài thi kỹ năng đầu tiên. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong bài tập, bài thi, bài test đầu tiên. Bây giờ bài thứ hai, chúng ta sẽ vẫn từng cặp như vậy. Và chúng ta sẽ thể hiện một đấu một. Một người làm phòng ngự, một người tiền đạo. Và sau đó chúng ta sẽ đổi lại để xem các cái kỹ năng tấn công, phòng ngự của các bạn thế nào. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Con ơi, người phòng ngự của chúng ta nhá, khi ra chuyền bóng chúng ta lên gây áp lực để cho đối phương bắt đối phương phải xử lý nhanh nhất nhá. Còn người phòng ngự thì chúng ta luôn luôn phải chậm và trì hoãn lại. Có hai phương án, một qua thật nhanh nhá, cho anh qua nhanh này, qua nhanh. Đó. Một là qua nhanh. Phương án 2. Ok. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có 2-3 phương án để làm cách nào đó vượt qua được phòng thủ, vượt qua được người phòng ngự rất là cao to như thế này. Hình như là các bạn cầu thủ nhí vẫn chưa nắm được tình hình thì phải. Okay. Sao mà mặt ai cũng căng thẳng quá vậy ta? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần thi này. Phải thực sự ấy, là phần thi này tôi nghĩ là cái phần khó hơn sẽ thuộc về các tiền đạo đấy. Bởi vì các hậu vệ thì thường là sẽ rất là cao to, thể hình tốt, sức khỏe rất là tốt. Nhưng khi chúng ta vượt qua được rồi thì các cầu thủ tiền đạo, những cầu thủ tấn công sẽ trở thành ngôi sao đúng không? Cho nên là bắt buộc chúng ta phải thực hiện được bài tập này đối với những cầu thủ tấn công. Rồi, xin mời cặp đầu tiên. Cặp đầu tiên xin mời Thiên Quý và Khánh Nam. Bắt đầu. Nào, cố gắng lên. Những người nha. Hay lắm, Thiên Quý quá. Đã vượt qua được Khánh Nam rồi. Vào rồi. Rất tuyệt vời. Lần thứ hai, cao lên. Nào, phòng ngự đầu lên anh. Nào. Khánh Nam đã ghi lại được một điểm khi phá bóng thành công. Chúc mừng Khánh Nam nhá. Về vị trí, cứ về vị trí đi con. Gây áp lực luôn. Đúng là không phần thắng bại. Hai cầu thủ nhí đều đang cố gắng để khẳng định bản thân mình. Ôi, tiếc quá, bóng ra ngoài mất rồi. Vẫn một đều. Người nào thắng là thắng luôn này. Đổ ngược lại. Bắt đầu. Hay lắm. À, rồi ôi. Bắt đây, bóng ra ngoài rồi, bỏ vào đây. Tiếp bóng ra ngoài rồi, trong hành lang thôi. Ghép được luôn. Ui, tiếc quá. Khánh Nam là để mất bóng Thiên rồi. Thiên Quý bây giờ vẫn đang dẫn điểm đúng không ạ? Dẫn điểm. Khánh Nam cố lên, qua người đi con ơi. Khánh Nam. Hay quá. Đi vào. Rồi.
Và người nào thắng sẽ là thắng luôn. Tiếp tục. Thì Quý Đào lên gây áp lực nào. Khánh Nam qua người đi. Ôi, dập đĩa quá. Khánh Nam không thể giữ được bóng mà vượt qua Kim Quý. Kim Quý vẫn là dẫn kỹ thuật nữa Nam ơi. 2-1. Cặp tiếp theo. Xin mời cặp tiếp theo là Xuân Trương và Phú Quý. Xin mời. Xin mời. Cố gắng lên nào, qua người nào, qua người nào. Ôi, với trái bóng đầu tiên, Xuân Trương đã không vượt qua được Phú Quý để ghi điểm. Một điểm đã thuộc về Phú Quý. Rồi, rất tốt. Rút kinh nghiệm lần đầu, Xuân Trương đã khéo léo lách qua người thủ môn Phú Quý và ghi được một điểm cho mình. Chúc mừng Xuân Trương. Hay quá. Rồi, kiểm soát bóng đúng rồi, động tác giả đâu? Động tác giả nào? Qua nào? Đâu kìa. Nhanh. Ấp lên. Quá nhiều động tác giả nhưng mà Xuân Trương vẫn chưa đánh lừa được Phú Quý. Tập trung chút nào Trương ơi. Đôi chân thoăn thoắt của Xuân Trương vẫn không thể vượt qua được tường thành của thủ môn Phú Quý. Không qua được rồi. Phú Quý dẫn một điểm. Tiếp tục. Tiếp tục nào. Bây giờ chúng ta đổi bên nhé. Không biết là Trương có cản phá được Phú Quý hay không. Hay chưa. Trời ơi, không mất quá nhiều thời gian, Trương đã có bóng trong chân rồi. Tốt đấy, Xuân Trương. Tốt. Ghi một điểm. Xuân Trương ghi một điểm còn rồi. Còn một lần nữa, còn một lần nữa. Phú Quý cố lên. Phú Quý là thủ môn nhưng mà cũng cần phải có kỹ năng qua người đúng không nào? Cố lên. Dạ. Phú Quý lại mất bóng rồi. Thật đáng tiếc. Xin mời hai bạn về chỗ. Xin chúc mừng cho Xuân Trương và Xuân Phú Quý. Dẫn điểm hiệp này thì chứng tỏ là hòa 1-1 đúng không ạ? Hòa 1-1. Xin cặp tiếp theo. Xin mời Đỗ Thành Hên và Cao Minh Phú. Và để tiếp tục bài kiểm tra, lần lượt các cặp đôi cầu thủ nhí còn lại sẽ thi đấu đối kháng với nhau. Không biết là các bạn sẽ thi đấu ra sao đây? Chào mừng các bạn đến bài kiểm tra thứ 3. Bài tập này, bài kiểm tra này sẽ là cái bài test tốc độ đoạn ngắn, xoay trở và bứt phá, ghi bàn thắng. Có thủ môn, MC rất là khó khăn đấy. Bạn nào nhanh hơn, bạn ấy sẽ cướp quả bóng kia và sút vào cầu môn. Thầy Thành sẽ làm mẫu một lần. Khi có tiếng còi, hiệu lệnh thì bắt đầu chúng ta bắt đầu. Ê, chúng ta xuất phát từ đây nhá. Rồi các con xem thầy làm này. Đuôi. Rồi. Tiền. Lách qua từng con. Sút hoàn, sút. Wow, không ghi bàn. Thủ môn tuyệt vời chưa? Các bạn thấy thủ môn mà to cao thế kia rất khó ghi bàn. Lúc đấy chúng ta phải tìm cách sệt bổng chúng ta ghi bàn. Và vừa rồi thầy Thành làm tốc độ rất tốt, đúng không ạ? Tiến này, trọng tâm phải thấp xuống, chân nhỏ lại, bước ngắn lại, đổ người về phía trước, thân trên mềm mại, đảo qua đối phương và ghi bàn thắng. Cặp đầu tiên, Thiên Quý và Khánh Nam, chân không được quá vạch, đừng ăn gian, nghiêm túc, sẵn sàng. Nhanh nào. Chết rồi, Khánh Nam đâu, Khánh Nam đã bị thôi. Ghi bàn. Thiên Quý đang có bóng, rút cùng vào. Cặp thứ hai, Xuân Trương và nhà giàu. Thiên Quý là nhà giàu. Nhanh nào. Luôn. Hay lắm, ngang nhau. Xuân Trương đã có bóng rồi, rút cùng công. Phá rồi. Xuân Trương đã hạ được thủ môn MC Tuấn Tú. Quá xuất sắc. Coi như là to cao quá. Tiến gần vào nữa. Cầu thủ nhí Cao Minh Phú, Đỗ Thành Hên. Không biết bạn nào sẽ giành được bóng đầu tiên đây. Nhanh. Thành Hên đã không bắt kịp tốc độ của Minh Phú. Rút, không vào. Rất tiếc cho Minh Phú. Thủ môn Tuấn Tú đã đoán được đường bóng của Minh Phú. Bây giờ là Hoàng Vũ và Phúc Khang. Rồi, ai sẽ là người chạm được vào bóng đây? Chân dài hơn đấy. Nhanh lên. Phúc Khang ơi, chân dài hơn, đúng rồi. Hoàng Vũ, sút. Rất tuyệt vời. Cặp tiếp theo là Minh Thiện và Hoàng Sang. Bắt đầu.
Mới đúng. Sang Minh Thiện, cố lên nào. Minh Thiện, sút đi, sút. Wow. Yeah. Xuất sắc lắm Minh Thiện ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần rất là quan trọng. Sau ba cái bài tập kỹ năng vừa rồi thì các thầy đã có những cái nhìn rất là tổng quát, chung chung về các cái cầu thủ sẽ xuất hiện ở trong chương trình cầu thủ nhí này. Và các bạn ấy sẽ được chia ra làm hai đội, và thầy Vũ Như Thành sẽ là chịu trách nhiệm một đội, còn thầy Hồng Sơn chịu trách nhiệm một đội. Chúng ta sẽ cùng đến với cái phần chọn đội thì xin hỏi anh Thành là bây giờ mình có thể nhường cho anh Sơn là coi như là lão tướng chọn trước được không? Chắc chắn. Lão Đắc Thọ được không ạ? Lão Đắc Thọ rồi, anh Sơn chọn trước đi ạ. Thực ra thì tôi cũng rất là có cái thiện chí với đồng nghiệp của tôi anh Thành. Và anh từ chối việc đấy ạ? Tuy nhiên thì tôi sẽ nhận xét rằng là tôi sẽ chọn những cái vận động viên nào mà trong ba cái phần thi vừa rồi có sự ổn định. Ổn định nhất. Về kỹ thuật, về tâm lý, về tâm lý. Đó cũng là cái tiêu chí mà tôi cũng đã thấy qua cái những cái năm tháng vừa qua khi thầy Park Hang-seo sang đây huấn luyện thì ưu tiên cho những cái cầu thủ mà có cái độ ổn định tâm lý cao. Trình độ chuyên môn họ thể hiện rất đồng đều như vậy. Và 10 cầu thủ của chúng ta trải qua ba cái kỹ năng vừa rồi. Tôi xin chọn bạn Thành Hên. Rồi, chúc mừng Thành Hên. Thành Hên, hình như Thành Hên về đội của thầy có vẻ không được vui nhỉ? Thành Hên có muốn ở đội thầy không? Con có muốn về đội của thầy Hồng Sơn không? Dạ, con rất muốn được về đội thầy Hồng Sơn. À, thế sao con lại cười vẻ bé thế, cười lớn hơn được không nào? Về thầy Vũ Như Thành thì sẽ được luyện cái kỹ năng mà đúng theo cái sở trường của con, đó chính là cái vị trí hậu vệ. Dạ, thầy Sơn đã chọn con thì con sang đội thầy Sơn. Thầy Sơn đã chọn thì con sẽ ở đội thầy Sơn thì học được thêm nhiều kỹ năng để qua người đúng không? Và bây giờ thì chúng xin mời thầy Thành. Thì anh Sơn này anh cũng chọn một đội bóng rất là đúng. Anh thì anh có những tiêu chí là anh là thích các vị trí nó các vị trí ví dụ như hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo nó có sự gắn kết và hiểu ý nhau. Và anh thấy một số bạn có những cái phẩm chất mà có thể chơi với nhau hợp. Nên là cầu thủ đầu tiên anh chọn sẽ là Hoàng Sang. Hoàng Sang, rồi, chúc mừng Hoàng Sang. Cầu thủ này anh Thành chọn thì bạn ấy còn có vừa bắt gôn được cơ, và vừa làm hậu vệ được thì rất là tốt đúng không? Nó đa năng. Và nếu như thầy Thành bầu con làm đội trưởng của đội bóng thì con có dám nhận không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chọn cầu thủ tiếp theo. Đã có Thành Hên rồi, bây giờ anh sẽ chọn ai tiếp tục? Một vị trí mà ở trên đội tuyển Việt Nam trong những năm vừa qua, từ năm 2018 cho đến nay, Hồng Sơn cũng rất mê với cái nền tảng thể lực, chiều cao và cái chân trái phải nói rằng rất là mạnh mẽ. Tôi đoán ra rồi, đoán văn hậu. Sẽ chọn bạn Minh Phú. Minh Phú, rồi. Xin chúc mừng Minh Phú đã được về đội của huấn luyện viên Hồng Sơn. Minh Phú có thần tượng anh đoán văn hậu nhỉ? Rồi, thể hình bạn này cũng rất là tốt này, rồi chân trái này, và bây giờ chỉ cần tập cho người nó dày lên nữa thì là rất là tốt. Minh Phú, con đã thể hiện cái sự yêu thích cầu thủ đoán văn hậu như thế nào? Ví dụ như là con có tập theo cái bài tập của anh Hậu không, hay là có thần tượng một cái cầu thủ nào đó mà anh Hậu thần tượng không? Đá theo kiểu của anh Đoàn Hậu. Đá theo kiểu của anh Đoàn Văn Hậu. Vị trí đấy luôn. Dạ. Rồi, thế ước muốn của con có muốn lên đội tuyển không? Nói to lên. Con muốn lên tuyển Hà Nội. Tuyển Hà Nội. Muốn đá đội câu lạc bộ Hà Nội. Rồi, đó chính là cái nơi mà Đoàn Văn Hậu đã tỏa sáng ở đấy đúng không? Và bây giờ thì chúc mừng cho anh Sơn đã có thêm được hai cầu thủ, và tôi thấy anh Sơn dạo này có vẻ chăm chút chọn về thể hình nhiều đúng không? Thể hình, thể lực. Hai bạn này đều rất là cao to. Bây giờ đến anh Thành. Anh Thành sẽ phải chọn tiếp những cầu thủ tiếp theo của mình. Có một cầu thủ nữa tôi rất là ấn tượng, đó là Hoàng Vũ. Chúc mừng Hoàng Vũ đã được huấn luyện viên Như Thành chọn về đội của thầy. Hãy thể hiện thật tốt nha. Cái đấu pháp và cái chiến thuật của anh Thành ý, đó là anh Thành thì huấn luyện viên là cao to rồi, thì đẹp rồi. Thì anh chọn những vận động viên
thấp hơn mình một chút, nhỏ, nhỏ hơn. Và kỹ thuật cá nhân anh... Đấy, còn anh Sơn thì lại chọn thể hình. Lúc nãy thì sau khi tôi thấy anh Thành chọn Vũ xong ấy, thì tôi thấy anh Sơn có vẻ hơi luyến tiếc một chút, vì lúc cái phần mà Vũ thể hiện xong thì tôi thấy anh có vẻ dưng dưng, có vẻ mong muốn lắm rồi, nhưng mà vì sao anh lại chưa chọn Vũ ngay? Thực ra thì nếu được chọn thì một lúc thì tôi sẽ chọn những cái người mà tôi yêu thích ngay, những cái người mà tôi đã được huấn luyện và những người mà chúng tôi đã có những năm tháng cùng với nhau. Tuy nhiên thì đó là luật. Mỗi người chọn một lượt. Tôi thấy và cái sự tiếc ấy. Hoàng Vũ cũng là một trong những cầu thủ mà nằm trong cái sự lựa chọn của tôi. Anh ý, bạn Vũ này cũng có thể đá được ở vị trí trung phong và khi cần thiết lùi xuống đá trung vệ. Cũng đa di năng rất là đa tốt. Di năng. Anh Thành, nếu như không thì có khi hôm nay mình kính lão đắc thọ một thể đi, hay là mình nhường lại Vũ cho anh Sơn được không? Anh nghĩ là hơi khó, tại vì cái anh xây dựng đội bóng theo cái trục dọc ấy, và anh có một trung vệ thép rồi, anh cần một trung phong tinh quái nữa. Đúng rồi. Anh nghĩ là Vũ khi đã về đội thầy là đồng ý, ok đúng không? Dạ. Anh thấy hôm nay cũng là cố gắng mồi chài rồi đấy, coi như là người môi giới cầu thủ rồi, nhưng mà cũng không được. Đấy. Thôi anh Sơn phải chấp nhận thôi, nhưng mà không sao, tôi nghĩ là bây giờ lực lượng của hai bên đang rất là đồng đều và rất đúng tiêu chí của các huấn luyện viên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chọn lựa tiếp theo của thầy Hồng Sơn. Vâng, cái cặp Thiên Quý và Khánh Nam thì ở đây cái bài đầu tiên Thiên Quý có nhìn hơn một chút về tăng bóng. Về tăng bóng. Tiếp theo phần tốc độ, xoay sở thì cũng ngang nhau, và người mà tôi lựa chọn xin mời Thiên Quý. Rồi, chúc mừng Thiên Quý. Và hình như anh Thành anh ấy cũng có vẻ rất mê Thiên Quý đấy. Người kiểm soát bóng. Tôi cứ chưng chắc tôi mặc áo trước. Anh Thành thấy sao? Nếu mà anh Sơn đã chọn bất Thiên Quý rồi. Thực ra thì là anh vừa nói chuyện với Sang ấy, anh Sơn mà không chọn thì chắc là anh cũng sẽ chọn Thiên Quý. Tại vì bạn ấy có khả năng giữ bóng rất là tốt. Tôi thấy ở trong sổ anh Thành đã gạch Thiên Quý rồi này. May mà anh Sơn là được quyền chọn trước ở cái phần này đấy nhá. Không thì lớn là anh tuổi hơn cũng có cái ưu tiên chứ. Thôi kính lão đắc thọ không sao cả. Nhưng mà ở trong cái cặp này thì bây giờ xin mời anh Thành, anh sẽ chọn cầu thủ đấy ạ. Cầu thủ tiếp theo anh chọn sẽ là Xuân Trương. Rồi, chúc mừng Xuân Trương. Thôi, anh không mua được cầu thủ này rồi, anh để đấy để cho bạn đi về. Tôi biết là anh Hồng Sơn rất là thích Xuân Trương, nhưng mà phải hết sức thông cảm là vì cái sở thích của anh Như Thành là muốn xây dựng một cái đội bóng rất là nhanh nhẹn, các cầu thủ nhỏ con, cho nên là anh không nhanh tay kịp bằng rồi, đúng không? Xuân Trương, con có muốn về đội của thầy Như Thành không? Đây là thầy hỏi rất thật. Dạ, con có. Có muốn về đội thầy Như Thành, con muốn học hỏi điều gì ở thầy? Dạ, con muốn học hỏi phòng ngự của thầy. Nếu mà bây giờ mà thầy Hồng Sơn nhất quyết phải lấy con thì con có sang đội thầy Hồng Sơn không? Thầy Như Thành chọn con thì con không qua. Bây giờ anh thấy không, là bây giờ là thầy Thành đã chọn rồi, nhưng bây giờ em cho anh một cơ hội nhá. Cũng như anh Thành sẽ cho anh một cơ hội là anh nói như thế nào đó để Xuân Trương có thể về đội của anh miễn phí. Không Xuân phải Trương chuyển... ơi, vẫy tay này. Xuân Trương ơi, hãy về với đội của thầy, là những người kỹ thuật nhất Việt Nam. Xong rồi đấy ạ. Tôi chỉ hỏi đùa đấy thôi, chứ còn đã chọn rồi là không có cửa quay về nữa rồi. Bây giờ ấy, thì còn lại 4 cầu thủ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tuyển lựa tiếp theo của thầy Hồng Sơn. Xin mời. Bây giờ còn một số vị trí anh vẫn còn đang thiếu đấy. Chắc chắn rồi. Đông, Tây, Nam. Thiếu một người Bắc nữa. Người Bắc nữa. Minh Thiện. Rồi, chúc mừng Minh Thiện. Bạn này là đến từ Đà Nẵng nhưng mà nói giọng Bắc đúng không anh? Nói giọng Bắc. Rồi đây, để thầy sẽ nào đưa cho con áo đây rồi. Ok, rồi. Minh Thiện thì thực ra là cầu thủ hay. Rất đẹp trai, đúng rất không? Rất đẹp trai. Có khuôn mặt của điện ảnh. Điện ảnh, của phim ảnh đấy. Minh Thiện đá rất là tốt ở mùa 2017, nhưng mà bởi vì lâu rồi bạn ấy, bây giờ bạn ấy mới được quay trở lại với môi trường bóng đá, cho nên là còn một chút bỡ ngỡ. Nhưng mà đoạn về sau ấy, anh có công nhận với tôi là Minh Thiện đã xử lý kỹ thuật hơn, đúng không? Ngày. Nóng máy hơn rồi. Nóng máy hơn, tiến bộ hơn. Anh Thành sao? Anh có muốn chọn Minh Thiện không? Anh cũng rất là muốn chọn, nhưng mà thực ra anh Sơn là anh có cái lựa chọn rất là hợp lý. Đấy, anh ấy, những cái cầu thủ khi mà anh ấy lấy được hàng dưới rồi, bắt đầu anh lấy tiền vệ và tiền đạo. Thực ra là hai huấn luyện viên đã hiểu rất là rõ nhau rồi. Tôi nhìn thấy các anh đã hiểu rất là rõ nhau rồi. Bây giờ thì xin mời anh Thành, anh chọn cầu thủ nào? Cầu thủ tiếp theo anh chọn là Phúc Khang. Rồi, chúc mừng Phúc Khang. Tôi đã định bảo anh Sơn rồi, đây là thể hình như này. Có thủ môn mà, anh quên à. Tôi đã nhắc nhở anh lúc đấy, là tôi đã bảo là còn thiếu một số các vị trí đấy. Thế mà anh không nhận ra. Rất
rất Matthew. Là sorry anh Tuấn Tú, đôi mắt tinh tường. Sau này nếu tôi có làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nào đó thì xin anh làm trợ lý. Trợ lý và tuyển trạch viên được không? Viên. Quá được, tôi đã phải giới thiệu cho anh cụ thể như thế rồi, thế mà anh không chọn. Bây giờ nhá, anh phải nhớ là đội bóng là anh biết rồi đúng không? Một nửa đội bóng là thủ môn, mà bây giờ có một thủ môn to này đứng là gần hết cái gôn rồi. Đấy, quá hay. Một nửa phần trăm sức mạnh của đội bóng. À, một nửa phần trăm sức mạnh của đội bóng là thủ môn, chính xác. Chúc mừng anh Thành, tôi phải nói là quả vừa rồi là xuất sắc. Mùa chuyển nhượng vừa rồi của anh là xuất sắc, anh đã lấy được thủ môn rất là cao to rồi. Còn bây giờ thì còn hai cầu thủ còn lại. Chắc chắn rồi, xin phép Tuấn Tú chúng tôi hội ý 30 giây. 30 giây, à bây giờ là còn trưng cầu cả các cầu thủ luôn. Anh Như Thành này, đang tranh thủ lúc đội anh ấy đang bàn lấy người. Tôi xin hỏi anh, nếu như còn hai cầu thủ này, anh nếu được chọn trước anh sẽ chọn cầu thủ nào? Thực ra nếu mà được chọn thì tôi anh muốn chọn cả hai. À chọn cả hai. Nhưng mà nếu mà được chọn một cầu thủ ấy thì chắc là anh sẽ chọn bạn Khánh Nam. Tại vì Khánh Nam. Đội anh đang thiếu những cầu thủ nhỏ con ở ngoài biên. À nhỏ con ngoài biên, Khánh Nam đúng không anh? Rồi để tôi sẽ sang kia tôi bí mật tôi theo dõi xem anh ấy chọn cái gì. Nhất trí không? 1 2 3. Yeah! Anh Hồng Sơn. Anh có thể chia sẻ một tí không? Không được lộ bí mật vì cực kỳ quan trọng trong cái việc trận đấu sắp tới của chúng ta. Chúng ta kê gạt MC Tuấn Tú cũng vậy. Tôi bị lộ rồi cho nên là không thể nào lấy thông tin được đâu. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình đến với phần chọn lựa của huấn luyện viên Hồng Sơn. Anh sẽ chọn cầu thủ nào? Vâng. Chúng tôi đã có Thiên Quý. Chúng tôi đã có Thành Hên. Chúng tôi đã có Minh Thiện. Đội bóng chúng tôi có Minh Phú. Vâng, Phú phải sinh với Quý. À, lễ nghĩa sinh Phú Quý, tôi lấy bạn Quý. Rồi, chúc mừng. Quá hay. Quá hay, quá hay. Tôi thấy chưa có một cái cuộc chuyển nhượng nào ở trên thế giới này mà nó lại yên bình, nó lại đẹp đẽ như thế này khi mà hai cái đích nhắm của hai huấn luyện viên đều rất toại nguyện. Tôi đã sang hỏi anh Thành rồi, nếu như mà lấy thì lấy ai thì anh ấy đúng là anh ấy chọn là Khánh Nam luôn. Đó là lần này thì đúng là mục tiêu của hai thầy rồi. Cho nên tôi nghĩ là không còn gì phải băn khoăn nữa. Một lát nữa chúng ta sẽ được xem ngay một trận đấu vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, vậy là hai vị huấn luyện viên đã tìm được những cầu thủ cho đội bóng của mình. Về phía đội của huấn luyện viên Hồng Sơn gồm có Thành Hên, Minh Phú, Minh Thiện, Thiện Quý và Phú Quý. Đội của huấn luyện viên Như Thành gồm có Phúc Khang, Khánh Nam, Xuân Trương, Hoàng Sang và Hoàng Vũ. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Võ Tấn Minh Thiện, con đến từ Đà Nẵng. Khi nhận được thư được quay trở lại chương trình, con cảm thấy rất vui và may mắn. Và con sẵn sàng cho những trận đấu và những chuyến đi tiếp theo của chương trình. Khi thực hiện bài test của ngày hôm nay thì con cảm thấy chưa hài lòng cho lắm. Vì con còn một chút chưa được hiệu quả. Với sự dìu dắt của hai thầy, thầy Hồng Sơn và thầy Như Thành năm nay, con tin là con sẽ khắc phục được những khuyết điểm của mình. Và quay trở lại với chương trình tuần này, chúng ta sẽ đến với trận đấu vô cùng quan trọng mà không kém phần khốc liệt giữa hai đội bóng của hai huấn luyện viên Hồng Sơn và Như Thành để có thể tìm ra đội hình chính thức gồm 7 thành viên để đi du đấu với đội bóng của các trường học ở nhiều tỉnh thành. Chúc các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ có phần thi đấu thành công và chinh phục được hai vị huấn luyện viên. Và phải nói là bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu này rồi, nhưng tôi có một cái thắc mắc là tại sao anh Như Thành lại chọn bạn cao nhất này để giữ cái vị trí gác đền? Cái yếu tố đầu tiên anh chọn bạn là thủ môn thì vị trí sở trường bạn là thủ môn. Bạn có sẩy tay sẩy chân rất dài, với lại Tuấn Tú xem cái cầu môn bé như này ấy, với một bạn có thể hình cao to thì cái góc sút gần như nó không còn rồi. Vâng. Chính vì thế mà cái lúc mà anh chọn cầu thủ anh cũng đã chọn rất là nhanh bạn này đúng không? Vâng, còn anh Hồng Sơn, tại sao anh lại chọn... Với tôi thì với sân 5, sân 7 thì chúng ta có thể tận dụng những thủ môn mà có cái phản xạ. Không cần phải thủ môn to cao lắm, nhưng mà cái phản xạ của bạn phải nhanh nhẹn và chơi chân thật tốt để đó là thêm một người biết chơi chân, tăng cường thêm cái lực lượng
trong tấn công cũng như trong phòng ngự. Rồi, chúng ta đã cùng nắm rõ được ý định của hai huấn luyện viên rồi. Và bây giờ thì anh Vũ Như Thành sẽ thay mặt cho cả hai bên là sẽ làm trọng tài của trận đấu này. Còn tôi và anh Hồng Sơn sẽ ngồi về bàn bình luận và chúng ta sẽ cùng chấm điểm cho các cầu thủ để tìm ra đội hình chính thức để đi du đấu. Bây giờ thì xin mời anh Thành sẽ vào vị trí của mình ạ. Xin mời. Di chuyển lên. Anh Tú này, trông như vậy thôi nhá, nhưng đội hình của hai đội là đều có sự đồng đều đấy. Chứ không, tôi sẽ cân bằng mà. Rất cân bằng đấy. Mặc dù là thể hình của anh thì có vẻ cao hơn một chút đấy, nhưng mà bên này có các bạn cũng rất là rắn giỏi. Đội của anh Như Thành tôi thấy nhiều cầu thủ rất là rắn giỏi. Đúng rồi. Bóng đang trong chân Minh Phú. Rút. Không vào. Rất tiếc không vào. Rất tiếc cho Minh Phú. Bàn này là không làm khó được thủ môn Phúc Khang. Hoàng Sang nhanh hơn nữa, sút đi. Xuân Trường đang giữ bóng. Chuyền đi Quang. Hiện nay là Sang đang đá ở bên cánh phải. Một sự bật tường rất bóng hay. Bóng ra ngoài biên. Đấy cũng rất là tiếc. Cái động tác tì đè đúng không anh? Nào, quay mặt lại. Trương và Vũ đẩy cao lên. Đẩy cao lên. Phú. Quang đang mở rộng ngang. Xin đảo cánh rồi di chuyển vào cái chỗ. Điểm trống. Wow, tì đè. Wow, có một quả đá phạt dành cho rồi. Đội của huấn luyện viên Như Thành. Người thực hiện quả đá phạt chính là Hoàng Sang. Chuyền bóng. Bàng Vũ. Sút. Không vào. Rất tiếc không bóng vào. Bóng đã ra biên rồi. Cho tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa thấy được bàn thắng mở tỷ số. Anh Hồng Sơn có vẻ hơi rời rạc trong những phút vừa rồi đấy. Hiện nay là các bạn ấy đang có vẻ chưa hiểu ý nhau. Di chuyển nào, di chuyển hỗ trợ. Di chuyển hỗ trợ. Hay quá, bóng đã dừng chân Hoàng Sang. Tiếc. Hoàng Vũ đang giữ bóng. Khánh Nam đã nhận được đường truyền từ Vũ, mất bóng rồi. Pha tranh chấp bóng rất gay gắt giữa Thành Hên và Hoàng Vũ. Nào, chuyển đi Quang, chuyển đi, chuyển di chuyển nào. Bên áo cam họ rất tự tin. Ai hỗ trợ? Giữ bóng và họ lôi kéo và cũng không có những cái pha gọi là. Nào con mở ra. Tôi thấy là đội Áo Cam là họ có rất là bình tĩnh. Nếu như không lên được thì họ sẽ quay về ngay và không bị mất bóng một cái cách nó dễ dàng. Đẩy cao lên, Hên. Quý, Thiện. À, Hên ơi, vào mạnh chân lên. Nào chuyền nhau, chuyền đi. Mở rộng ra. Hay quá. Tốt. Rất tiếc là không thành công. Không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn phát bóng lên của thủ môn. Có phối hợp không? Ai hỗ trợ? Đây rồi. Tốt, Phú. Minh Phú đã tranh được bóng của Hoàng Vũ rồi. Thành Hên đã không giữ được bóng. Cao lên, Hên. Phú. Nào, Thiện gì? Hai người đổi chéo nhau. Ây chà. À, có nên thực hiện nhiều cái pha ném bóng dài hay là phát bóng dài như này không? Với bóng đúng rồi ạ. Cái sân nhỏ như này thì chúng ta nên phối hợp nhỏ thì hay hơn đúng không anh? Mở rộng ra. Trong khoảng thời gian vừa qua, dường như các cầu thủ nhí của chúng ta vẫn chưa thể hiện được hết khả năng thi đấu của mình. Cần tập trung hơn nào các bạn nhỏ ơi. Pha đá phạt dành cho đội bóng của huấn luyện viên Hồng Sơn và người thực hiện cú sút là Thiên Quý. Tiếp tục. Đội xanh lại để mất bóng rồi. Bóng hiện đang trong chân của Xuân Trương. Nhanh nào. Sút. Vàng Vũ. Và một pha dứt điểm cực kỳ kỹ thuật. Bóng đã vượt sang ngang. Rất tiếc. Một cơ hội ghi bàn ngay trước mắt. Thiện ơi. Kiểm soát bóng lại. Phú kiểm soát bóng lại. Lùi đi con. Lùi đi. Người đằng sau. Người lên phía trước. Người ra sau. Minh Thiện, cần tập trung hơn nữa nhá. Nào, đập tường nào. Chuyền. Phú Quý đã cản phá thành công cú sút của Hoàng Sang. Và hoạt động đang tích cực nhất của đội anh Hồng Sơn hiện tại bây giờ đang là thủ môn. Con đè xuống. Phú Quý. Luôn. Phú Quý cũng đang bắt khá là tốt. Nào, mở rộng ra, nhận bóng nào. Kệ
Em ơi, không cần tranh phá mà chỉ cho để cho bạn ấy bà ly có ăn một người bà ly lấy luôn. Ây da, wow. Hay quá, lại là một pha dứt điểm không thành công của Hoàng Vũ. Dọc xuân dọc biển. Thực sự là các cầu thủ hàng hậu vệ của đội Anh Hồng Sơn hiện đang có vấn đề rất lớn ở tâm lý khi mà các cầu thủ khá căng cứng. Thiên Quý tự tin nào, bật vô đây. Đã không có tình huống phạm lỗi. Tiếp tục luôn. Bình Thiết Phú sút. Ây chà. Tiếc bóng đã bị cản phá ra ngoài đường biên. Thiện xong thì chuyển cho bạn Phú. Sát luôn. Đó chính là cái bài vừa rồi đúng không anh? Tập qua người 1-1, hay quá. Đây, ghi bàn không. Vậy là tỷ số 1-0 đã được mở cho đội của huấn luyện viên Hồng Sơn. Xin chúc mừng. Một sự bất ngờ không hề nhẹ ở đây khi mà cầu thủ áo cam ép suốt từ đầu đến giờ nhưng chỉ với một đường bóng, với cái sự xuất sắc của cầu thủ bạn Thiện thì anh Hồng Sơn đã có bàn thắng rồi. Phú, hô các bạn lên. Thiện, hô nhau nào. Tôi thấy tỷ số này khá là bất công đấy cho đội của anh Như Thành khi mà đội anh Như Thành đang cố gắng, đang kiểm soát trận đấu rất tốt. Nào, Phú kia. Tốt, đâu. Ây da, bên này. Mất bóng thua, về. Sút đi, trời ơi. Lại là cú sút cực căng của Hoàng Sang nhưng bóng lại ra ngoài mất rồi. Quá nhiều cơ hội nhưng dường như đội của huấn luyện viên Như Thành vẫn chưa tận dụng được triệt để. Chúng ta cần tập trung hơn nào các bạn cầu thủ nhí ơi. Tốt, tốt, vỗ, thế, đúng rồi. Hay quá, Thiện ơi, cố lên. Sút đi. Tiếp tục, phạm lỗi rồi, quả đấy tôi nhìn rồi. Đã có một tình huống phạm lỗi ngay trong vòng cấm địa. Là rõ ràng là đã phạm lỗi với cả bản Thiện rồi. Tờ sâu, cho coi. Sẽ là một quả phạt đền dành cho đội của huấn luyện viên Hồng Sơn. Hàng rào đủ mét mới đá. Vào đi, ba người mà. Cầu thủ thực hiện cú sút phạt này là Thành Hên. Chuyển bóng. Tiến Quý, sút, không vào. Bóng đã vượt sang ngang rồi, rất đáng tiếc. Vậy là sau một tuần tập luyện, kiểm tra và thi đấu với nhau, các cầu thủ nhí của chúng ta đã được thầy huấn luyện viên dẫn đi ăn đại tiệc gà rán. Đảm bảo là các bạn nhỏ của chúng ta sẽ thích lắm cho mà xem. Chào em. Cái thực đơn ở đây với cái ở trên này là có giống nhau không em? Hai cái ạ. Đây có thì là có gà hamburger đúng không? Có gà hamburger. Bọn trẻ con ở nhà anh nó cũng thích ăn những cái đồ này lắm. Vâng. Ừ, nó được đến ở những cái nơi này nó háo hức mà thích đâu luôn. Thích chọn. Em thì em khoái món gà. 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 Anh nghĩ để cho các bạn ấy không chán ấy thì mình gọi em gọi 5 suất gà. Vâng. Đúng không? Anh sẽ gọi hamburger kèm khoai nốt. Combo thứ hai là hamburger kèm gà nốt á. Ok. Combo nào ạ? Ok, anh cho cái loại tốt nhất đi. Một tràng pháo tay cho tất cả chúng ta. Sau một tuần tập luyện, phải nói rằng cũng rất là nghiêm túc cũng như là sự nỗ lực của các bạn. Thì ngày hôm nay, thầy Thành, thầy Như Thành cũng như thầy Hồng Sơn chiêu đãi các bạn một buổi ăn gà rán. Các bạn có thường xuyên ăn những cái món này không? Không thích hay là ít có dịp được đi ăn? Dạ có thích nhưng mà... Thế các bạn có thích cái món ăn này không? Dạ có. Ngay sau đây thôi thì thầy Thành sẽ đọc top 7 trong top 10 của chúng ta. Thầy đọc cái các bạn trong top 7 nhá. Một bạn Võ Hoàng Thiên Quý. Cho đưa mặt vào nhà. Rồi, ok. Số 2 Nguyễn Xuân Trương. Số 3 Đỗ Thành Hên.
Số 4, Cao Minh Phú. Số 5, Lê Công Hoàng Vũ. Số 6, Nguyễn Hoàng Sang. Và bạn cuối cùng số 7, Nguyễn Đạt Phú Quý. Đấy là trong là cái top cầu thủ top 7 của chúng ta. Và như vậy thì còn lại bạn Phúc Khang, Khánh Nam và Minh Thiện. Các bạn cần phải nỗ lực trong những cái tuần tập sắp tới cũng như là trong những cái lần thi đấu. Cơ hội thì cũng đều dành hết cho các bạn cả. Thế nhưng trong cái trường hợp 7 bạn top 7 đá chính mà bị chấn thương hay mà không có phong độ tốt, không có phong độ tốt thì các bạn sẵn sàng. Vì đội bóng của chúng ta không phải những chỉ 7 người đâu, mà là 10 người, là 12 người, là cả một cái ekip. Các bạn có đồng ý không vậy ạ? Một tràng pháo tay nữa. Và ngay sau đây một tràng pháo tay chào đón nhân vật, những nhân vật mới xuất hiện. Xin mời, xin mời. Wow, mọi rất thơm đúng không? Wow. Chia, chia đi, chia đi. Rồi. Các con để sang bên kia. Để. Wow. Chương trình tuần này thì các bạn đã thấy rằng các cầu thủ của chúng ta đã phải trải qua những cái phần tập luyện và thi đấu đầy thử thách của hai huấn luyện viên. Nhưng họ đã cố gắng để vượt qua và hoàn thành. Hy vọng là họ sẽ giữ vững được phong độ để tuần tới đây chúng ta sẽ có một cuộc du đấu với một ngôi trường ở tỉnh khá là xa. Họ sẽ được giao lưu gặp gỡ với một nhân vật vô cùng là đặc biệt. Chúng ta hãy cùng nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là 15 giờ 10 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Bi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tập tuần này thật nhiều cung bậc cảm xúc. Đây mới chỉ là những khởi đầu cho muôn vàn thử thách khó khăn hơn đang chờ đón các cầu thủ nhí của chúng ta. Tuần sau, đội hình tiêu biểu sẽ xuất hiện và có trận đấu quan trọng và gặp gỡ vị khách mời đặc biệt. Hãy đồng hành và ủng hộ cho các cầu thủ nhí của chúng ta nhé.